xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 732, binh đoàn 15 đứng chân trên, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, thực hiện chủ trương binh đoàn gắn với tỉnh huyện, công ty gắn với huyện xã, đội sản xuất gắn với thôn làng để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế cùng với nâng cao hoạt động công tác gắn kết hộ, duy trì và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Công ty ký kết quy chế phối hợp hoạt động với 4 xã nơi đơn vị đứng chân, các đội sản xuất duy trì kết nghĩa với 22 thôn làng, hơn 260 cặp hộ công nhân gắn kết với hộ người dân tộc thiểu số Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với xóa bỏ các phong tục không còn phù hợp, tích cực tham gia xây dựng, củng cố, cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, thực hiện có hiệu quả phong trào quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, đơn vị nhận hỗ trợ 5 cụ trên 80 tuổi đến hết đời, hỗ trợ hàng tháng cho gần 20 hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng một căn nhà 100 đồng cho công nhân, 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và xóa 13 căn nhà tạm cho hộ người dân tộc thiểu số. Hỗ trợ gạo giáp hạt cho gần 600 hộ công nhân, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyên góp gần 4.000 bộ quần áo ủng hộ cho các hộ khó khăn, thăm hỏi ủng hộ công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết với tổng kinh phí cho hoạt động công tác dân vận gần 6 tỷ đồng ngoài ra công ty có nhiều mô hình cách làm hay hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế tăng thu nhập xóa nhà tạm vươn lên thoát nghèo bền vững như phong trào đầu tư bón phân tăng thêm mô hình tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo cận nghèo mô hình bảo trợ suốt đời mô hình đào tạo nghề cạo mổ cao su